mà chúng ta đã thấy trên màn hình đây. Cái quả nhàu này á thì trong cái hình thức nó rất là xấu xí, xù xì, nhưng mà chắc có lẽ là nó có nhiều cái hoạt tính và những cái dược chất có lợi cho sức khỏe. Và chương trình hôm nay thì Lương Y Nguyễn Công Đức sẽ giới thiệu cùng chúng ta. Xin chào Lương Y Nguyễn Công Đức ạ. Thưa Lương Y, cái quả nhàu này á, nhìn cái hình thức của nó không ai nghĩ là nó có những cái tác dụng tốt cho sức khỏe. Vậy thì hôm nay Lương Y có thể giới thiệu thêm cho bà con và quý khán giả được biết không ạ? Dạ vâng, kính chào bà con. Trái nhàu thì không lạ gì đối với bà con ta. Có khi trong nhà mà trồng một cây thôi, trái nó chín nó rụng xuống đầy hết á, mà phải nói là nỗi khổ nữa. Tại vì mỗi lần mình quét nó là nó cứ nhầy, nó bầy hầy ra thì nó mà nó lại hôi, nó cái mùi nó hôi khó chịu. Nhưng mà nếu nói về thuốc thì nó rất là độc đáo. Mình dùng thì mình dùng như thế nào? Có lẽ tôi nói trước cái cách để bào chế nó trước cái đã, rồi mình nói cái công dụng nó sau. Thì mình xay xay cho nhuyễn, Cả rồi hạt luôn. ta cả hạt luôn nhuyễn, rồi mình mới để trong một cái khăn hoặc là một cái giải mùng gì đó ha, ta lựa ta ép ta vắt lấy cái nước cốt, rồi có thể thêm một tí mật ong, hoặc nếu không thì thêm đường cho nó ngọt dễ uống. Nếu ta để ở bên ngoài á, mà ở nông thôn mình không có tủ lạnh, thì sau khi thêm đường với mật ong thì ta thêm 1/10 rượu. Thí dụ như mình lượng được 1 lít nước cốt của trái nhàu thì thêm vào là khoảng 100 ml rượu, tức là nửa chén rượu để mình bảo quản cho không gì hết á, nó đừng có hư. Đó là cái cách bào chế đơn giản. Đó. Thì cách dùng là mỗi ngày 3 lần sau khi ăn, mỗi lần là 1 muỗng canh. Vì nó là nước cốt mà, nước cốt của nó rồi. Còn cái mật ong hay đường vào là chẳng qua để cho nó dễ uống chứ không nên là ngọt quá. Thế bây giờ cái nhàu thì nó có những cái công dụng gì? Đầu tiên hết thì nó là tăng cường cái hệ miễn dịch. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó giúp cơ thể tiết ra các cái tế bào T, đó là cái tế bào mà đóng vai trò quan trọng trong cái việc là đề kháng lại các cái tế bào lạ hoặc là những cái dị ứng lạ cho cơ thể con người. Thí dụ như là nhiều cái loại vi khuẩn hay là nó thậm chí là các cái tế bào ung thư. Vì sao vậy? Vì nó giúp các cái tế bào này nó tăng cường, nó làm cho các cái tế bào khác nó mạnh mẽ lên, các cái tế bào lạ nó sẽ bị tiêu diệt dần dần. Cái đó ta gọi là miễn dịch. Đó là cái thứ nhất. Và một cái điều nữa đó đặc biệt đó, là các cái bệnh hen suyễn là một cái cơ địa dị ứng, thì cái nước cốt trái nhàu nó cũng giúp cho những người mà bị hen suyễn là bớt bớt cái cơn hen đi, bớt cơn hen, với điều kiện là tránh các cái dị ứng mà người ta thường mắc. Ví dụ người hen người ta có khi quét nhà cái cũng lên cơn, trời lạnh lên cơn, nghe mùi cồn cũng lên cơn. Như vậy thì mình tránh những cái tác nhân, các cái dị ứng lạ thì dùng nó mới hiệu quả. Một cái nữa là nó tăng cường điều chỉnh hệ thống miễn dịch hoạt động tốt, giúp ngăn ngừa các cái tế bào viêm phế quản. Đó đó là một cái đặc biệt nữa đối với cái trái nhàu. Cái thứ hai nữa là cái công dụng của cái trái nhàu là chống viêm. Vì sao? Nó giúp cho cơ thể nó kháng lại các cái dị ứng nguyên, các cái tế bào lạ, mà nhất là những cái trường hợp bị viêm khớp hay là đau nhức thì nó trị được. Ngoài ra khi mà bị té, bị bầm, bị thâm tím hoặc là bị trật khớp, uống cái nước cốt nhàu cũng giải quyết được các cái trường hợp đó, tại vì nó thông, nó lưu thông được các cái máu huyết và phòng ngừa phát ban, tức là khi mà lên ban sởi trẻ con cũng dùng được cái nước cốt nhàu này thì có thể hạn chế được sởi với ban của trẻ con. Cái công dụng thứ ba của cái trái nhàu đó là cải thiện được cái hệ tiêu hóa. Vì sao? Khi dù mình đã ép nhưng mà khi vào cái vị chua của nó một tí xíu đã làm cho tăng cái co bóp của các cái cơ trơn ở trong ruột, nó giúp cho cái sự đùn đẩy phân ra ngoài. Thí dụ như là mình bị táo bón đi thì thay vì là uống thuốc nhuận trường thì hãy khoan cái đã, chúng ta uống trước là 2 muỗng nước cốt nhàu thì ngày mai là thấy đi cầu rất là dễ dàng, do cái tăng co bóp của cái ruột giúp cho đi cầu được dễ. Và chúng ta thấy có một điểm đặc biệt nữa, cái trái nhàu này cũng làm cho giảm cân. Là vì sao? Vì khi nước uống cái nước cốt nước nước ép của cái trái nhàu này thì tự nhiên người ta thấy người ta không thèm ăn, không phải là chán ăn nhưng mà không thèm ăn, không muốn ăn nữa, thì tự nhiên kilo nó cũng giảm. Cái đó là cũng cũng là một trong những cái đặc biệt của cái trái nhàu.
Một cái thứ tư nữa đối với trái nhàu đó là giảm đau. Dạ. Giảm đau ở đây chúng ta thấy ở trong đó có chứa dồi dào cái scopolamine, là một cái chất mà nó giúp cho cơ thể chống lại các cái dị ứng lạ đối với cơ thể mình, làm cho mình đau đớn, thì Dạ. nó giúp giảm đau, nó À. trị được các cái viêm khớp là nhờ cái chất đó ha. Dạ. Rồi đồng thời á, là chúng ta thấy là nước ép trái nhàu tạo ra một cái chất sinh hóa rất là quan trọng, đó là serotonin. Chất này có cái khả năng là thúc đẩy các cái tiềm ẩn của cơ thể á, là chống lại các cái cơn đau, Dạ. cái đó là giảm đau. Có thể nói rằng nước ép trái nhàu được sử dụng như là một cái loại thuốc giảm đau mà không có cái tác dụng phụ nào cả. Dạ. Đó là mình nói nước ép, chứ Dạ. thực ra theo kinh nghiệm dân gian á thì bà con người ta cũng hay dùng cái rễ nhàu. Dạ. Mà nếu muốn dùng rễ có nghĩa là phải đào, Dạ. đào đào thì cây nó chết, cho nên Dạ. là một cái tác dụng tương đương với lại rễ đó chính là cái trái 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 nhàu non, Dạ. là cái trái này. Dạ. Cái trái non như À. thế này, cái Cái trái trái này chín đã già rồi. và chín thì chúng ta làm nước cốt để mình Dạ. ép, lấy nước cốt. Còn cái trái non như thế này là thay thế cho cái rễ. Dạ. Thì dùng dao mình thái mỏng ra từng miếng mỏng, mình phơi khô, xong ta tẩm rượu sao vàng Dạ. rồi nấu uống, thì giá trị nó ngang với lại cái Cái rễ. rễ. Trị đau lưng nhức mỏi, rồi Dạ. ban sởi trẻ con, rồi cảm mạo cúm, Dạ. rồi hen suyễn vân vân. Dạ. Là cái trái nhàu non. Dạ. Và một cái kinh nghiệm dân gian nữa đó là chúng ta thấy là thường thường hay bị mụn cóc. Mụn cóc Ờ. á, những cái mụn cóc thì ta dùng cái tái nhỏ hơn tí xíu này, như Dạ. thế này, giã nhuyễn ra rồi đắp lên cái mụn, rồi xong lấy băng băng lại, băng kín, cứ để vậy thôi, rồi mỗi ngày thay một lần, thì đúng tới ngày thứ bảy thì thấy cái mụn cóc nó lồi lên, rồi nắm tay mình rút nhẹ nó lên thì nó lên cả cái rễ. Thì đó Dạ. là cũng một cái tác dụng nữa, là Dạ. để Cái trái cũng nhàu nói non. trái nhàu non, để nói cho bà con mình hiểu thêm về công Dạ. dụng của cái cây nhàu như thế. Có một cái bệnh nữa là nó đau, mà nó đau nửa đầu, Dạ. trong y học nó gọi là migraine, tức là bệnh đau nửa đầu, thì chỉ có nước cốt của nước ép của trái nhàu trị được cái chứng đó. Dạ. Thì cũng nếu mà bị đau nửa đầu mà bác sĩ kết luận là migraine, thì chúng ta cứ ngày 3 lần sau khi ăn, mỗi lần là một Dạ. muỗng canh nước ép của cái trái nhàu chín, Dạ. thì trị được cái chứng đó. Dạ. Rồi một cái đặc biệt nữa là phòng ngừa được các bệnh tim mạch, chính cái nước ép của cái trái nhàu này là giải quyết được, là nó tăng cường cái cholesterol tốt, Dạ. nó bớt đi cái cholesterol xấu, nó làm cho thông thoáng các cái mạch máu, bền thành mạch, cho nên giải quyết được cái là huyết áp. Dạ. Ngoài ra chúng ta thấy có trường hợp về tim nữa, ví dụ như mình thấy nó rất là nhiều, ví dụ như hẹp van hay lá hở van, nhưng mà nếu chỉ có 1/4 thì là bình thường, Dạ. nhưng mà nếu mà kết luận là 2/4, tức là nó đã hở hay là hẹp là một nửa rồi, thì nó có vấn đề. Dạ. Vấn đề ví dụ như là đau thắt ngực, rồi đưa đến nhồi máu cơ tim và có thể là đột tử. Dạ. Do vậy là nước ép của cái trái nhàu này nó giúp được cái trường hợp là ví dụ ta thấy là rối loạn thần kinh tim, hay là mỡ trong tim, hay là Dạ. đại khái, người ta có những cái từ gì đó mà ví dụ như rối loạn chuyển hóa mỡ vân vân, Dạ. thì nó là liên quan đến cái bệnh tim mạch, Dạ. thì dùng cái nước ép của cái cốt trái nhàu này rất là tốt. Dạ. Rất là tốt trong cái bệnh tim mạch này. Dạ. Và ngoài ra thì nó chống được vi khuẩn và chống viêm. Ví dụ như trong lúc mà mình đang bị gút chẳng hạn, Dạ. sưng các cái khớp lên đi không được, thì dùng cái nước ép của trái nhàu cũng có Dạ. thể giải quyết được. Dạ. Một cái nữa nữa là cái nước cốt của trái nhàu á, là có tác dụng tốt đối với bệnh tiểu đường, thì chúng ta dùng cái nước ép của cái trái nhàu này uống hàng ngày thì Dạ. cũng giải quyết được cái tiểu đường. Dạ. Tóm lại thì chúng ta thấy cái nước cốt của cái trái nhàu nó giải quyết được các cái vấn đề nào. Dạ. Chúng ta thấy thứ nhất là tăng cường được cái hệ miễn dịch, cái thứ hai là chống viêm, ví dụ như sưng khớp, đau khớp, rồi trật gân xương, hoặc là viêm nhiễm, hay là phát ban là trái, thậm chí zona, hay là những cái gì mà u mụn nhọt, thì cũng dùng cái nước ép trái nhàu cũng giải Dạ. quyết được. Cái ba nữa là cải thiện được cái tiêu hóa. Một cái nữa là giảm đau, thì trong những cái trường hợp đau mà do phong thấp, do bệnh gút, ha, thống phong, thì uống cái nước ép của trái nhàu nó cũng giảm được đau.
nó giải quyết được cái đau được cái nửa đầu và giải